Tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu cứ cố tình tạo ra chiến tranh. Bà Haley cũng cho biết mọi cách thức đối phó với Triều Tiên đã được Washington chuẩn bị, bao gồm cả can thiệp quân sự, song Mỹ vẫn cân nhắc lựa chọn giải pháp ngoại giao thông qua con đường đối thoại. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng và hối thúc Bắc Kinh sử dụng mọi công cụ có thể để ngăn chặn các hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Trước đó, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm xa mới với công nghệ được nâng cấp. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng thử và tự hào tuyên bố Triều Tiên cuối cùng đã thực hiện được sự nghiệp lịch sử vĩ đại là hoàn tất sức mạnh hạt nhân quốc gia. Trong khi đó, phía Hàn Quốc tuyên bố vụ thử tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên có thể đã không hoàn toàn thành công vì tên lửa đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát trên mặt đất ở giữa hành trình bay. Có thể nói cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên là động thái mang tính thủ tục sau mỗi vụ thử hạt nhân hay là phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Để đưa ra được những nghị quyết nhằm giải quyết vấn đề này, thì tới đây chắc chắn các nước thành viên Hội đồng Bảo an, cụ thể là Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ phải tiến hành nhiều cuộc họp kín, mà tại đó những giải pháp nhằm tiến tới chấm dứt chương trình hạt nhân tên lửa của Bình Nhưỡng luôn bị tác động bởi những lợi ích thường trái chiều nhau của các nước liên quan. Đây chính là nguyên nhân khiến các nghị quyết Hội đồng Bảo an cho vấn đề Triều Tiên rất khó phát huy được hiệu quả. Minh Nga, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.